Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui được gặp lại các em học sinh trong chương trình lớp 11. Bây giờ chúng ta đang làm việc với lớp 11. Phần hình học. Chương 3. Quan hệ vuông góc. Trong chương này thầy đã dạy cho các em một số bài rồi. Hôm nay thầy tiếp tục dạy cho các em bài 6. Bài 6. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. Chương này là chương trong không gian nha, nên chúng ta chịu khó tưởng tượng một chút. Về mặt hình ảnh thì hai mặt phẳng vuông góc ở trong không gian xuất hiện cũng khá nhiều đúng không? Ví dụ như là gì? Ví dụ như là gì? Cái vách tường và cái sàn đúng không? Là hình ảnh và cái sàn nhà. Đó là hình ảnh cho hai mặt phẳng vuông góc, được chưa? Còn muốn chứng minh như thế nào á thì bạn đọc khái niệm giùm thầy. Khái niệm: muốn chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, ta chứng minh mặt phẳng này chứa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia, đúng chưa? Có nghĩa là như thế này, đây là cái sàn nhà đúng chưa, đây là cái mặt phẳng P chẳng hạn nha, mặt phẳng P của mình. Rồi ở đây thầy có một cái cây thẳng đứng lên đang là vuông góc. Hình dung được không? Được đúng không? Hình dung được không? Có nghĩa là có một cái mặt đót và có một cây viết nha, có một cây viết thẳng đứng lên. Thì theo các bạn là một cái mặt phẳng này chứa cây viết này, mặt phẳng chứa cây viết nhá, có vuông góc với mặt đót hay không? Mặt phẳng chứa cây viết có vuông góc với mặt đót hay không? Câu trả lời là gì? Có đúng không? Đó. Thì nếu thầy có đường thẳng A này đang vuông góc với lại cái mặt đất nha, với một cây gì đó, thì mọi cái mặt phẳng mà nó là sao? Đó, mọi cái mặt phẳng quy này nó mà chứa A thì nó sẽ vuông góc với B. Có hình dung được không? Chịu khó tưởng tượng hình ảnh một chút nha. Như vậy thầy, nếu mà thầy có điều này nè, A mà vuông góc với P đúng không, đường thẳng A mà chứa trong quy, chứa trong nhé, thì từ hai ý này thầy suy ra được là gì? P sẽ vuông góc với quy. Rồi đọc lại khái niệm một lần nữa nhé. Muốn chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, ta chứng minh mặt phẳng này là phẳng quy á, chứa đường thẳng là chứa đường thẳng A, vuông góc với mặt phẳng kia là P, được chưa? Rồi nè, A vuông góc với P, A chứa trong quy, thì hai mặt phẳng này vuông góc. Hình dung được không? Được đúng không? Rồi ta đến định lý số 1. Cũng từ suy ra từ khái niệm thôi nha. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng chứa trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. Đọc xong hình dung được không? Rồi, thầy vẽ hình cho bạn xem nhé. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau đúng không? Là bạn sẽ có hai mặt phẳng vuông góc. Đây là cái sàn nhà. Đúng chưa? Đây là sàn nhà, đặt nó là B nhé. Xong rồi, có thêm một mặt phẳng vuông góc với nó nữa. Là một cái bức tường. Mình có bốn bức tường, mình lấy một bức tường thôi. Ok không? Vuông góc nha. Đây, vuông góc. Quy. Đó, đây là sàn nhà nè, đây là sàn nhà, đây là vách tường đúng không, vách tường, sàn nhà và vách tường sẽ vuông góc với nhau nhé. Thì mọi đường thẳng chứa trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến, ở đây có từ giao tuyến thì không phải hiểu giao tuyến là gì, tuyến là đường nha, tuyến là một đường thẳng, còn giao là giao nhau, có nghĩa là hai mặt phẳng sẽ giao nhau tại một đường thẳng, và cái đường thẳng này nè, người ta gọi nó là giao tuyến, được chưa? Mọi đường thẳng chứa trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến, vuông góc, đây, đường thẳng A vuông góc với giao tuyến D, được chưa? Thì A sẽ vuông góc với P. Thầy tóm tắt lại cái này nha, hình ảnh thấy rất rõ đúng không? Mình sẽ có là B sẽ gì? P mà vuông góc với quy đúng không? Rồi P
giao với lại quy theo giao tuyến là d đúng không? Rồi a mà vuông góc với d trong mặt gì quy, thì từ ba ý này nè thì siêu được là a sẽ vuông góc với t, được chưa? Hay nói cách khác mình nhớ là có hai mặt phẳng vuông góc, một đường mà phải vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt mặt kia nha, còn một cái đường mà nó xéo xéo như thế này nè, nó xéo xéo như thế này, đường b mà nó xéo xéo như thế này thì nó không có vuông góc với đáy đâu nha, nha. Tại vì có rất nhiều bạn cứ suy nghĩ như thế này, b mà gì vuông góc với quy, rồi sau đó nữa a mà chứa trong b, rồi t là chứa trong quy, từ đó bạn suy ra được gì a vuông góc với b, không có này nha. Cái đường này bắt buộc phải làm gì, vuông góc với giao giao tuyến nha, giống như vách tường của chúng ta vậy đó, chúng ta phải để một đường thẳng đứng xuống thì nó vuông góc với sàn nhà được, hình dung được không? Rồi định lý số 3, xin lỗi, phần 3 định lý số 2, nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó, trong không gian bạn có thấy được hình ảnh cho cái tình huống này không? Hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba, như vậy chúng ta sẽ có gì, mặt phẳng thứ ba đúng không, thì nó vẫn là gì, vẫn là cái sàn nhà đúng chưa, vẫn là sàn nhà này đúng chưa, đây sàn nhà là của mình là quy đi, hợp lý không, hợp lý đúng không? Có hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc thằng này, thầy sẽ cho hai vách tường gần nhau nhé, có hai cái vách tường gần nhau nè, đây một vách thẳng lên, hai vách, thầy vẽ căn phòng luôn cho bạn xem nè, đây là căn phòng nè, hình dung được không, bạn thấy căn phòng không, đây là quy nhá, đây là p đi, mặt đây là b, mặt đây là mặt r, được không? Nếu hai mặt phẳng cắt nhau là p với r cắt nhau á, cắt nhau theo giao tuyến là delta chẳng hạn, rồi và cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba, đây là vuông, đây là vuông, giống như căn phòng của chúng ta vậy thôi đúng không, hình ảnh rất thực tế đúng không, thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba, có nghĩa là p nè mà giao với r á, r delta đúng không, đúng chưa? Rồi p mà vuông góc với quy, rồi r lại vuông góc với quy, từ ba ý này suy ra được delta vuông góc với quy, được chưa? Trong không gian nếu mà bạn tưởng tượng tốt hoặc là hình ảnh của bạn tốt, bạn nhìn những thứ xung quanh thì bạn sẽ rất ít phải học bài, được không? Còn mà bạn không tưởng tượng được thì bạn phải học bài nhiều hơn nha. Rồi để củng cố lý thuyết ngày hôm nay, thầy cho các bạn một số ví dụ. Rồi ví dụ số 1 có nội dung như sau. Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy, ABC là tam giác vuông tại B, chứng minh rằng. Rồi thầy vẽ hình nhé. Rồi vẽ hình thì phải vẽ đáy trước ha. Hình không gian giống như là những vật thể, chúng ta phải xây móng trước nha, làm nhà thì phải xây móng. Đây, xây móng cho nó chắc. Được chưa? Vuông tại B nhé, vuông tại B, A, B và C, được không? Rồi, có XA vuông góc ở đấy, đường vuông góc và đường thẳng đứng lên, nối lại, nối lại, hình dung được không? Ok nhé. Câu A, chứng minh mặt SAB vuông góc với ABC. Thế thì bạn muốn chứng minh hai mặt vuông góc thì bạn phải làm gì? Đây cho bạn xem là lý thuyết. Muốn chứng minh hai mặt vuông góc, ta chứng minh mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt mặt kia, hình dung được không? Đây kiếm một cái đường vuông góc với mặt, đường chứa trong mặt thì suy ra hai mặt vuông góc. Ok nha. Rồi bây giờ bạn đang cần chứng minh SAB vuông góc với ABC, CD, còn kiếm một đường vuông góc với mặt kia, đúng không? Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra này nha, có đường nào chứa trong mặt SAB và vuông góc với ABC hay không? Nhắc nha.
nháp 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 một tí, làm hình cũng nên nháp một tí khi mà ta chưa hiểu hình lắm. Rồi, có ai vuông góc ABC hay không? Ở đây có ba đường nè, đường thứ nhất SA nè, SA có vuông góc ABC hay không? Có không? Ồ, có luôn rồi, vậy là xong rồi đó. Và câu đầu tiên là câu cho điểm đúng không? Rất dễ. Ta có gì? SA vuông góc với ABC đúng không? SA chứa trong mặt gì? SAB. Được chưa? Suy ra SAB sẽ vuông góc với ABC. Hiểu kịp không? Rồi câu B. Chứng minh đường vuông góc với mặt. Hôm trước thầy đã dạy cho các bạn rồi, bài 4 á, chứng minh đường vuông góc với mặt. Nhớ không? Thầy đọc lại nha. Muốn chứng minh đường vuông góc với mặt, ta chứng minh đường vuông góc với hai đường cắt nhau chứa trong mặt, hiểu không? Phải là hai đường nha. Phải là hai đường. Ok nha. Rồi, BC phải vuông góc với hai đường. Rồi, mặt của mình là SAB đúng chưa? BC vuông góc với ai? Nhìn thấy SAB chưa? Rồi, BC vuông góc với ai? Dễ nhất là ai? AB đúng không? Vì tam giác, vì giải thuyết được. Rồi, ngoài ra BC còn vuông góc với ai nữa? SA. Cái này quá quen trong quan hệ vuông góc rồi đúng không? Vì gì? SA vuông góc với ABC. Được không? Đây, định nghĩa. Nếu đường vuông góc với mặt, nó vuông góc với tất cả các đường trong mặt nha. Bạn mà không hiểu mấy cái này, bạn nên lật bài 4 bạn xem trước nha. Bạn xem bài 4 trước cho bạn hiểu thiệt hiểu đảm. Rồi bạn xem bài 5. Rồi sau bạn mới xem bài 6. Còn bạn bay vô bạn xem bài 6 luôn. Mấy chỗ này bạn không hiểu là bạn làm rất là khó. Hiểu không? Rồi. Từ hai ý này nè, thầy suy ra được là BC vuông góc với ai? SA bò. Ok không? BC vuông góc với SA bò là rất là quen rồi đúng không? Rồi câu C. Người ta yêu cầu gì? SA bò vuông góc SBC. Rồi SA bò vuông góc SBC. Nhép thử nha. Nhép thử đây. SA có vuông góc với lại SBC hay không? Nhìn hình. Không đúng không? AB có vuông góc với lại SBC hay không? Có không? AB nhìn thì có vẻ không vuông góc luôn đúng không? SB có vuông góc với SBC hay không? Không luôn đúng không? Bây giờ ngược lại nha. Ngược lại là gì? SB nè. SB có vuông góc với lại là SAB hay không? Không luôn. SC có vuông góc không? Không luôn. BC. À, BC thì có vẻ vuông góc nè, được không? BC có vẻ vuông góc với lại là SAB. Nhưng mà thực chất người ta đã cho bạn rồi gì nè. BC vuông góc với gì rồi? SAB rồi đúng không? Câu B chính là gợi mở cho câu. Câu C. Không? Bạn có gì rồi? BC vuông góc với SAB. Lý do là chứng minh trên đúng không? Mà BC là chứa trong mặt gì? Chứa trong mặt gì? BC chứa trong mặt. BC chứa trong mặt gì đây? SBC. Từ hai ý này suy ra được là BC sẽ vuông góc với mặt. Xin lỗi, từ hai ý này sẽ suy ra được điều gì? SAB sẽ vuông góc với SBC. Ok chưa? Rồi, thầy đến câu số 2 nghe. Câu số 2 có nội dung như sau. Cho hình chớp có SA vuông góc với đáy. Đáy là tam giác đều. Rồi vẽ hình nha. Vẽ đáy trước. Nên vẽ đáy trước nghe. Cứ vẽ bình thường. Ok nha. Rồi sau đó là vẽ thẳng đứng lên. Đây. S, A, B, C. Nhớ tam giác ABC là tam giác đều là được. Rồi.
Y là trung điểm BC. Ta nối AI lại nha. Rồi ok. Chứng minh SAI. SAI. AI là nét đất nè, không thấy. Đúng chưa? SAI nhìn thấy là nét liền. Rồi vuông góc SBC. SAI vuông góc SBC. Khi thầy nối AI lại thì phải biết ngay đây là góc gì? Góc vuông. Vì đấy là tam giác đều có AI là đường trung, trung tuyến. Cho nên nó cũng là đường cao luôn. Rồi, giờ có thấy được là bây giờ bạn kiếm một đường trong mặt này vuông góc với mặt kia. Đúng không? Giờ quay về bài toán là gì? Đường vuông góc với mặt, đúng không? Nhưng mà bài toán đường vuông góc với mặt á thì người ta sao? Người ta cho sẵn rồi. Chứng minh đường vuông góc với mặt gì đó thì bạn cố gắng bằng chứng minh thôi. Được chưa? Bài này bạn phải làm gì? Đi tìm. Được không? Mà để tìm được á thì bạn còn phải làm nhiều rất nhiều thì khi đó bạn nhớ luôn. Được không? Bạn nhìn vô bạn thấy luôn. Giờ quan sát nha. Bạn xem SA có vuông góc SBC không? Không đúng không? SA. Chú trong rồi. AA. Không luôn. Tiếp tục dừng ngược lại nha. SB có vuông góc SAE hay không? Không luôn. SC có vuông góc hay không? Không luôn. Còn lại gì? BC. BC có vẻ vuông. Vuông góc. Thấy chưa? Thấy BC vuông góc chưa? Thấy quá đi chứ hả? Rồi BC vuông góc với ai? AE đúng không? BC vuông góc AE là do giải thuyết cũng được. Lớp 11 mình trình bày tắt tắt chút đúng không? Rồi BC vuông góc với ai? AE rồi. SE không? Chưa biết. SA không? Có. SA vì SA vuông góc với ABC. Đúng chưa? Quay đúng đúng không? Suy ra BC sẽ vuông góc với mặt gì? SA. Hợp lý không? Hợp lý chưa? Hợp lý đúng không? Mà BC là chú trong gì? Đây, chú trong gì đây? FB. BC đúng chưa? Từ hai thằng này suy ra được là SAE sẽ vuông góc với FB. Xong chưa? Muốn chứng minh hai mặt vuông góc, ta chứng minh một đường nằm ở trong mặt này vuông góc mặt kia. Ổn chưa? Rồi ta đến bài tập rèn luyện cuối cùng của ngày hôm nay là câu số 3. Rồi thầy vẽ hình nha. Có đáy là hình vuông. Rồi A B C D là hình vuông đúng không? SA vuông góc ở đấy. Hình vuông. Nhớ đấy là hình vuông nè. Rồi câu A. SAC vuông góc với ABCD. Câu này giống như câu cho điểm gì đó. Dễ không? Rồi giờ xem thử nha. SA có vuông góc ABC hay không? Cái này bạn phải nhìn được nha. Phải tưởng tượng được. Bạn nhìn vô là bạn phải biết được là cái nào vuông góc, cái nào không vuông góc. Hoặc là bạn phải làm nhiều, bạn làm nhiều thì đến lúc bạn nhìn là bạn thấy luôn nha. SA với lại ABCD có vuông góc hay không? Có. Vì đề cho rồi. SA vuông góc với ABCD đúng không? Mà gì? SA là chứa trong SAC. Từ hai ý này suy ra được SAC sẽ vuông góc với ABC. Được chưa? Được chưa? Lúc nãy giờ mình đang xài là gì thôi? Xài định nghĩa thôi. Cái phần 1 thầy cho ghi lý thuyết đó. Và bạn thắc mắc là tại sao phần 2, phần 3 thầy cho ghi lý thuyết mà nãy giờ chưa thấy làm đúng không? Phần 2, phần 3 thì những cái bài tập phía sau á, những bài tập ví dụ như thầy dạy thì những bài tập như bài 9, bài 10 hoặc là bài 6 rồi đó
thì nó mới xuất hiện bài định lý, mấy cái định lý, được không? Còn những bài đầu tiên á, thầy chỉ giúp cho các bạn hiểu về cái khái niệm thôi nha, và vận dụng được thôi nha. Những bài tập như thế này khá là dễ nhưng mà còn rất nhiều bạn vẫn chưa làm được đó. Rồi câu B, suy nghĩ thử nhé. SAB vuông góc với SBC. Đây SAB là mặt này nè, SAB nè, SBC nè. Rồi cố gắng suy nghĩ thử bây giờ chọn đường nào vuông góc với mặt kia. Chọn một đường trong mặt này vuông góc với mặt kia. Còn không á mình làm từ từ, giờ anh xem nè. SA với SBC thì thế nào? À, không có vuông góc đúng không? SB với SBC chứa trong rồi. AB, AB với SBC, ồ nhìn thì có vẻ vuông góc đó, không biết sao. Rồi anh xem nhé, AB vuông góc với A rồi. Với B, BC. Hết rồi, hết mục tiêu rồi. Như vậy chưa được đúng không? Giờ quay ngược lại bên này nhá. SB, SAB không được. SC, SAB có vẻ hơi méo méo đúng không? BC, SAB vuông không? Vuông đó. Đúng không? Rồi, tại sao BC lại vuông góc với được lại với SAB? Rồi, tập trung cái đó. BC vuông góc với ai? AB ai cũng biết đúng không? BC vuông góc một đường rất kinh điển là đường gì? SA, đúng chưa? Trụ chính của gia đình á, trục chính của cái ngôi nhà này luôn á, đúng không? Lý do là vì SA vuông góc với ABC. Ổn không? Từ hai ý này thầy sẽ được điều gì? BC sẽ vuông góc với mặt gì? SA. Hiểu không? Hiểu đúng không? Mà BC chứa trong gì? BC chứa trong gì rồi? SBC đúng chưa? Suy ra SBC vuông góc với SA. Ok không? Rồi, ok. Nhìn lại một chút và suy nghĩ lần câu. Bạn nào nhìn chưa được thì nhìn lại một chút nha. Còn bạn nào nhìn được rồi thì suy nghĩ lần câu C. Rồi, câu C sẽ có nội dung như sau. Câu C đây. Câu C có nội dung như sau. Đó là SAB. Xin lỗi, SA gì? SAD đúng không? SAD vuông góc với SB BC. Rồi, cớ gì SAD lại vuông góc SBC? À xin lỗi, SAD với S gì? SCD chứ. À, câu C hả? Câu C là SAD với là SCD nhé. CD. SCD, SDC. Rồi. Lúc nãy là mình chứng minh gì? SAB nè, SBC nè, bây giờ ngược lại bên này thôi. SAD với lại gì? SC, CD. Thì mình sẽ lấy đường nào? CD đúng không? CD vuông góc với ai? AD. Do dễ. Thuyết CD vuông góc với. CD vuông góc với. Với ai đây? CD vuông góc với SA. Quen quá rồi vị. SA vuông góc với ABC. Hình dung được không? Rồi móc hai này lại. Xíu đó. CD vuông góc với ai? SAD đúng chưa? Mà CD chứa trong, đọc giùm thầy nào. SCD. Suy ra SCD sẽ vuông góc với SA. Ok chưa? Rồi tại vì câu C nó tương tự với lại câu B thôi nha. Rồi bạn nào chưa hiểu thì có thể nhìn một tí. Còn bạn nào hiểu rồi thì liếc qua câu D và bắt đầu làm lần.
Ok nghe. Rồi sang câu D nghe. Câu D. SAC vuông góc với FBD. Rồi giờ xem tờ. Rồi chưa có, chưa có. SAC. SAC đây. Rồi FBD đây. Vì đấy là hình vuông cho nên phải ký hiệu ngay đây là vuông. Vuông góc đúng không? Hai đường chéo của hình vuông thì vuông góc với nhau nha. Chứ không quên. Rồi bây giờ xem thử. Giờ nhìn thử nè. SA có vuông góc SBD hay không? SA đây, SBD đây. Không đúng không? SC với SBD cũng không luôn. AC với FBD. Ồ có vẻ là AC sẽ vuông góc cái gì? FBD đó. Đúng chưa? Thử nha. AC vuông góc với FBD. Này chấm hỏi nha, chấm hỏi. Còn phải giải quyết. Rồi, bạn nào có thể giúp thầy AC vuông góc với FBD hay không? Muốn nói AC vuông góc với FBD á thì bạn phải chỉ ra được là AC vuông góc với hai đường đúng không? AC vuông góc ai rồi? BD. AC vuông góc ai nữa? Ai nữa? AC với FB không? Không biết. Với FD không? Không biết. Chấm hỏi đúng không? Lại chấm hỏi. Rồi, cứ chấm hỏi to đùng như thế này. Chưa biết phải hay không? Giờ làm ngược lại nhé. Ngược lại là gì? FB nè. FB thế nào với AC? FB với AC. Ồ, chắc chắn là không vuông rồi. SD với SAC thế nào? Không vuông luôn. Còn BD với SA. BD đây, SAC đây. Nhìn thì có vẻ nó sao? Vuông góc. Nhưng mà không biết là nó có dễ dàng hay không á. Rồi nhét nha. Nhét nè. BD nè. BD vuông qua ai? AC là 1 nè, đúng chưa? BD vuông góc với ai nữa? AC rồi, SC không? Không, SA không? Có, SA có. Tại vì SA vuông góc thôi, với đấy. SA là một đường rất hay xài đúng không? Rất hay xài đúng không? Ok không? Ok nghe. Rồi, giúp thầy trình bày nào. Có gì? BD vuông góc với ai? À, do gì? Vì gì? Vì giả thuyết đây ha, ABCD là hình vuông gì đó, hai đường chéo của hình vuông thì vuông góc với nhau. Hợp lý không? Hợp lý đúng không? Ngoài ra BD còn vuông góc với ai nữa? SA, lý do là vì SA vuông góc với mặt gì? ABCD đúng chưa? Từ hai ý này thầy suy được điều gì đây? Đọc giúp thầy nào. BD vuông góc với ai? SA đúng chưa? Mà BD là chứa trong gì? FBD. Từ hai ý này thầy suy ra được là gì? FBD vuông góc với SAC. Hình dung được không? Được đúng không? Được không? Qua bài này thầy muốn nói với các bạn điều gì? Là bạn cần phải học chắc bài gì? Đường vuông góc với mặt nha. Cần phải học chắc bài đường vuông góc với mặt. Thì khi đó chúng ta mới có thể làm tốt những bài về sau nha. Còn bài học không chắc bài đó thì rất khó để làm. Hoặc là nhìn vô cái bài này nè. Thử đọc cho thầy đường nào vuông góc với mặt xem nào. Có những đường nào vuông góc với mặt. Số 1 nè, thử kể tên như coi. SA nè. ABCD. Này ai không đọc được là vì người ta cho đúng không? Số 2. BC. BC vuông góc với ai? BC vuông góc với mặt nào? SAB đúng không? Đúng chưa? Rồi. Gì tới phiên thằng nào? CD đúng không? CD thì sẽ vuông góc với ai?
CD vuông góc với mặt nào? S, A, D đúng chưa? Hoặc là thầy cho AD nè. AD vuông góc với mặt nào? Nhìn AD đây. Mặt bên đây thì xéo quá rồi, vuông góc với mặt đây. S, A, bò đúng không? Nhìn phải nhìn được ngay. Rồi AB thì vuông góc mặt nào? AB thì có là S, A, B, C rồi gì đó. Mặt nào? Đọc được giùm thầy không? AB thì vuông góc với mặt nào? Đây, AB thì vuông góc với SAD đúng không? Được không? Những cái này là bạn phải liệt kê ra được ngay thì bạn mới học tốt cái bài ngày hôm nay được, hiểu không? Ngoài ra còn có gì? BD thì vuông góc với SA, AC nha. Hình dung được không? Ok. Chấm hỏi. Tìm được thì cứ tìm nha. Ok. Rồi xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài giảng tiếp theo.